vâng, chúng ta thấy các cầu thủ xuất sắc rất nhanh. Đối với đề thi hôm nay thì chúng ta thấy có sân thi đấu đã có công suất, do vậy tất cả những đội thi mà có sử dụng logic thì sẽ thuận tiện cho việc luyện tập. Chúng ta thấy rồi, khoa học kính yêu và sự đoán này. Tuy nhiên, và cũng rất là đặc biệt, đội truyền khoa tự nhiên chúng ta đã không sử dụng phương án leo dốc mà đi cách từ dưới. Điều này hoàn toàn thuận tiện.